Tác phẩm bên em vừa hoàn thiện xong trên chất gỗ vương mộc từ đàn đó Một dòng gỗ nằm trong tứ đại vương mộc Vua của các loại gỗ Và trong video ngày hôm nay em trai Ngô Cường mong muốn giới thiệu đến toàn thể anh chị và các bác nhà mình Một tác phẩm Ngài Di Nạc Đục Tam Phúc Ba cô cậu tiểu đồng được bên em chế tác trên chất liệu gỗ vương mộc từ đàn đó Và tác phẩm với kích thước chiều cao là 1m18, chiều ngang là 47 và sâu là 41 Bên em đang giao đưa với mức giá chỉ là 35 triệu đồng Và đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc sau đây uh, xin mời toàn thể anh chị và các bác đi vào từng đường nét chi tiết của tác phẩm ạ. Chính giữa đây là hình ảnh một ngài di nạc với dáng thì uh, thế đứng ung dung khoan thai và tư tại. Ngài có một khuôn mặt vô cùng là phúc hậu, ánh mắt vui tươi, nụ cười hoan hỉ. Các bác có thể thấy cặp lông mày của ngài được bên em đục tỉa bông tơi từng sợi. Phần răng của ngài cũng được bên em hoàn thiện rất là chi tiết đấy ạ. Bên uh, trái, tay trái của ngài đây thì đang vác uh, một giỏ tiền vàng chứa đầy áp những cái đồng tiền vàng, mong muốn mang lại tiền tài của cái cho gia chủ nhà mình ạ. Bên à, cạnh đó hình ảnh một cô bé tiểu đồng đang à, cầm một chiếc gậy như ý, trên à, ngồi trên vai của ngài. phía dưới là hình ảnh táo, cũng như những á, giải lụa của ngài được bên em làm hết sức hết sức là chân thật và mềm mại đây ạ. Cổ ngài thì đang à, đeo một chuỗi vòng tràng hạt được bên em chặt tỉa tròn đều. và xuống phía dưới đây thì các bác có thể ngắm nhìn đây phần chân của ngài đi ạ. từng móng chân, ngón chân được bên em hoàn thiện rất là chi tiết như là những ngón chân của người thật luôn ạ ngài thì đang đứng ở trên những cái đồng tiền vàng được bên em châm tỉa sắc nét bên cạnh đó là những hình ảnh Có những chú tiểu đồng đang nô đùa hết sức là tinh nghịch ạ phía dưới thì bên em có khắc họa thêm là hình ảnh của cây nhân sâm ngàn năm tuổi cũng như là cây nấm ninh chi mang lại sức khỏe và sự trường thọ hình ảnh cụ cóc tiềm thử với ý nghĩa chiêu tài hút lộc và hình ảnh của cây uh, tùng ạ với ý nghĩa là trấn trạch trừ tà và chính giữa thì bên em có chế tác thêm hai chữ tài lộc đấy ạ đây là bên em chế tác liền và phôi gỗ mang đến là tài lộc cũng như là tiền tài đến toàn thể anh chị và gia chủ nhà mình đấy ạ một tác phẩm trên dòng gỗ rất quý hiếm đó là vương mộc từ đàn đóa khi bên em hoàn thiện xong thì tác phẩm này vẫn còn nặng đến gần một tạ các anh chị nhé một tác phẩm với chiều cao là một m mười tám ngang bốn bảy và sâu là bốn mươi một bên em đang giao lưu với mức giá chỉ là ba mươi năm triệu đồng ạ anh chị và các bác mong muốn sở hữu tác phẩm có thể liên hệ trực tiếp qua zalo bên em hoặc số điện thoại hotline 0789 336 318 để bên em có thể tư vấn kỹ hơn và cũng như là gửi hình ảnh chi tiết đến toàn thể anh chị nhà mình ạ. Cảm ơn anh chị và các bác đã theo dõi video của tượng gỗ sửa Nguyễn Hồng ngày hôm nay ạ.